Sau nữ vi biết bị nữ kia đối xử tệ, chồng cũ đánh Hoàng Yến tại quán ăn, Suboi từng bị đi đường quyền đến 2 lần. Trước đây 2 tháng thì họ đã nói với một người bạn thân của mình là anh sẽ đấm vỡ mũi con này. Hoàng Yến. Hình ảnh diễn viên Hoàng Yến từng bị chính chồng cũ đi đường quyền tại một quán ăn được lan truyền. Ngay sau đó, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đã có buổi gặp gỡ với truyền thông. Cô cho hay mình đã bị gãy mũi bên phải. Khi còn là vợ chồng, cô từng bị ông xã đối xử tệ từ thể xác lẫn tinh thần. Việc bị chồng tặng bàn tay xinh xinh và luôn là người phải nhẫn nhịn khiến nữ nghệ sĩ quyết định ly hôn người chồng thứ tư này. Về phía chồng Hoàng Yến, anh cho hay nữ nghệ sĩ chỉ đang bịa chuyện để đánh bóng tên tuổi. Dương Yến Ngọc. Theo những chia sẻ của Dương Yến Ngọc, vào thời điểm con trai chỉ vừa tròn 2 tháng, cô bị ông xã đối xử không tốt. Chưa hết, Dương Yến Ngọc còn thổ lộ rằng mình đã phải hứng chịu những lần tức giận của ông xã vì tính ghen tuông. Một tuần bị chồng múa 2 lần, mỗi lần 3-4 tiếng. Chung sống với anh Thông, thì anh Thông luôn bảo hài, vợ rất là dã man. Cô nàng còn tung nhiều bức ảnh chụp tố cáo thói tệ bạc của chồng cũ. Vì không thể chịu đựng được nữa, Dương Yến Ngọc đã quyết định bỏ nhà đi. Nhưng một lần quay về dọn đồ đạc và thăm con, cô lại tiếp tục bị chồng cũ hỏi thăm sức khỏe. Cũng vì lý do đó mà trong bộ phim Những Ngọn Nến Trong Đêm 2 có sự tham gia của Dương Yến Ngọc đã bị hoãn quay. Suboi, trong một lần livestream cùng người hâm mộ, huấn luyện viên Rap Việt mùa 1 kể rằng năm 17 tuổi, cô quen một người bạn trai qua mạng. Anh chàng này có thói ghen tuông và cũng vì lý do đó mà Suboi từng bị anh đi đường quyền đến 2 lần. Không chỉ ưa bạo lực, anh ta còn vô liêm sỉ đến mức có ý định làm chuyện không hay ho với cô. Suboi thổ lộ, tôi chưa bao giờ kể chuyện này, tôi có viết một bài hát nhưng cảm thấy chưa hay. Hơn nữa khi viết, tôi phải thăm viếng lại cảm xúc đó, thật sự tệ. Suboi hiện đã có cuộc sống bình dị, hạnh phúc bên người chồng là nhà sản xuất âm nhạc người Pháp gốc Việt. Cả hai đón con lao lòng vào tháng 6 năm 2020. Đặng Thu Thảo. Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo từng làm khán giả ngỡ ngàng ngơ ngác với bài đăng ẩn ý ly hôn chồng sau khi đón cặp song sinh. Sau đó nàng hậu liên tục gây sốc khi lên tiếng tố chồng cũ phản bội, thậm chí từng đối đãi tệ bạc ngay giữa lúc cô đang mang thai và ở cử. Trước đó Đặng Thu Thảo từng khiến dân tình không khỏi ganh tị với những lời tốt đẹp về chồng. Cô từng khen anh là bố bỉm sữa, chồng quốc dân trên báo. Về phía chồng cũ của Thu Thảo, anh nói: tôi chỉ muốn nói với Thảo là đã có con rồi thì đừng làm những trò như vậy, không hay. Hãy làm những gì đúng lương tâm và pháp luật. Diễm Hương. Những tiết lộ đằng sau cuộc hôn nhân của hoa hậu Diễm Hương và chồng cũ đại gia Trường Chinh từng gây chấn động cộng đồng mạng một thời. Cụ thể vào tháng 4 năm 2014, nàng hậu đã công khai tố chồng thường xuyên dùng bạo lực với mình. Cô nàng còn cung cấp những bức ảnh gương mặt chỉ trích dấu vết sau khi chồng vũ phu cho báo chí. Nàng hậu kể rằng: tôi đã có 3 năm sống trong khổ sở, bố mẹ tôi đều biết chuyện tôi bị như thế này và rất phẫn nộ trước hành động của anh ấy. Vượt qua lần đổ vỡ đó, Diễm Hương nhanh chóng đi thêm bước nữa. Cô tái hôn vào năm 2015 cùng chồng soái ca và đã sớm đón thêm một cậu con trai đáng yêu. Nhưng người đẹp phải chịu cuộc sống hôn nhân đẫm nước mắt vì bị chồng bạo hành. Dĩ nhiên để giữ êm ấm cho gia đình, họ đều chọn cách im lặng. Và chỉ khi đầm đường ly dị, đưa câu chuyện ra ánh sáng thì khán giả mới biết được góc khuất nhiều đau đớn mà họ phải chịu đựng. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.